Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đẹp á nhỉ? Giữ mới được mất không ấy. Cái này vừa đẹp vừa sạch. Vậy nào chẳng ngon. Ui, ui. Để mình lúc con bạn còn đẹp. Nó bảo tốc á. Yeah.
đông chưa? Quá nóng. Biết lại nha. Ở đây thì nó hết, thì nó hết. Đặt 1 cân luôn. Đây. Đặt 1 cân. 1 cân cho có chị. Đáng thôi. Cần nghĩ là thợ đúng là chuẩn chuẩn đấy nhà đấy đấy thôi lên đấy. Cho chung là được rồi. Cho chung cuối rồi. Cho chung được mà. Cho chung cũng được rồi. Đừng có gì đâu. Miếng bầu đó, lắm không mật được. Ờ, không mật rồi. Cho chung hết luôn. Bà cũng to rồi, nhưng mà chẳng qua tại con lợn mình... Báo cáo là một tà. Lợn mình hơi bé.
già này chặt cái xương, xương này nó cũng cứng. Quay này không nói, không nói biết thế nào được. Biết mà. Cái lợn già này chặt. Nó nhìn hình ảnh nó biết rồi, cần thì phải nói. Nhưng mà phải như thằng cái gì lại kia nó cần thiết đấy. Quá ngon đấy.